Các bác vào buổi tối ngày hôm nay của em nhá. Hôm nay em bán hàng khai xuân cho các bác này. Đó, nếu mà em bán thì bán hôm nay với lại ngày mai. Mốt em mới gửi hàng được cho các bác nhé. Vào ngày hôm nay là em xin chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, với lại ăn Tết vui vẻ các bác nhé. Đây em đến vấn đề 9 cho các bác này. Đây là hoàng nhạn các bác nhá. Qua tháng này tháng kia là các bác có thể chơi mấy cây hoa hoàng nhạn rồi. Đây là hoàng nhạn tháng 4 nha. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9, 10. 10 khúc hoàng nhạn với lại trâu nha. Hàng này là hàng buôn đôn bao chuẩn vùng miền luôn các bác nhé. Đây, bên nào mà chốt đơn dùm em thì các bác cứ chốt rồi mốt em gom đơn em gửi cho các bác luôn nhé. Mai là mùng 5 rồi, mùng 6 bưu điện họ mới đi làm hết nha các bác nhé. Đây, đơn đầu tiên bán 250k 10 khúc nguyên bản này. Kỳ đẹp luôn, đây là hình đầu tiên nha. Tiếp tục là hình thứ hai này. Đây là hình thứ hai là trâu nha. Trâu nguyên bản này. Đó, khúc này. Cây này là 1, 2, 3 cặp lá. Cây cũng to này. Cái to luôn nhá các bác nhá. 3 cặp lá này. Đó, cây này có đây. Bản lá của nó này. Do mùa này là hàng buôn đôn, là nó ảnh hưởng, nó héo hết rồi. Nên giờ thì các bác mua cây này về để mà chăm sóc cây nguyên bản hết rồi. Sẵn rồi. Đó, cây to này, 3 cặp lá. Cây này em bán với giá 300k các bác nhá, cây to này nhá. Đây là cây số 2 nha. Tiếp tục là hình số 3 là cây nhạn này. Cây nhạn cực kỳ chi chít luôn các bác nhá. Nếu mà giờ thì nó còn nhỏ này. Đó, nó đẻ, nó biết, nói chung là đẻ trong cây thôi. Đây, nó biết nhân giống lên này. Đó, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, cây nhỏ này. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Một khúc mà 10 cây luôn này. Về các bác chơi thoải mái luôn. Đây, còn mấy cây nhỏ sau này nó lớn lên, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Cây này rất là VIP luôn này. Đó, đơn này bán giá 300k các bác nhé. 300k hình số 3 này. Hình số 4 này. Hình số 4 cũng là hoàng nhạn đây. Hoàng nhạn này bản lá nó to và tròn. Cây này là 2 cặp lá này. Bản lá cực kỳ đẹp luôn. Một cây này. Thế thứ hai này, lá xếp rụt rịt luôn này, cực kỳ đẹp, 1, 2, 3, 4, 4 cặp lá. Thêm một cây trâu nữa bên cạnh này nữa, thêm một cây trâu bên này nữa. Đó, đây này bán giá 200k các bác nhé, 200k này. Đây, đây là hình số 4 nhé. Tiếp tục là hình số 5. Hình số 5 này. Đó, hình số 5 là em có cây trâu nữa, một cây này. Cây thứ hai này. Và cây thứ ba này. Đó, ba cây trâu này. Đơn này em bán giá là 200k này. 200k đơn này các bác nha. Đây là hình số 5. Tiếp tục là hình số 6. Hình số 6 trâu với lại nhạn combo này. Đó, bác nào mà thích hàng combo thì em bán combo trâu với nhạn một này. Đó, trâu thì mùa này nó héo nhưng mà toàn lá mít luôn. Thứ hai là nhạn này, 1 2 3 cặp lá. Về các bác chơi hoa thoải mái luôn. Cái thứ ba này, đó, hai cây nhạn to, một cây trâu to, nói chung là nó vừa vừa nhau thôi. Đây này em bán giá là 200k hình số 6 nhé, đây là hoa của nó các bác nhé, trâu này. Tiếp tục là hình số 7, hình số 7 này, hình số 7 em có cây nhạn cực kỳ đẹp luôn. Đây, cây to, bản lá rất là to, cây to, lá to, thân to luôn. Đây, cây này có 2 cặp rưỡi lá thôi, bản lá cực kỳ to luôn. Cái thứ hai này. 1, 2, 3, 4, 4 cặp lá, cây cũng to nha các bác nhé. Thân dài, thân biết đẻ này. Đó, đây này bán giá 300k này. 300k hình số 7 nhé. Và hình số 8 này. Hình số 8 này các bác này. Hình số 8 em có một cây này. Cây nhạn lá mít rụt rịt, cây thứ hai. Rất là đẹp luôn. Cây thứ ba này. Đó, cây thứ tư là hai cây trâu rồi. Đây này bán giá 200k này. Đây là hình số 8 các bác nhé. Hình số 8 này. Tiếp tục là hình số 9. Hình số 9 cũng là hàng chi chít này. Đây, cây trâu này lá mít cực kỳ đẹp luôn. 1 này, 2, 3, 4 cây nhạn này. Biết đẻ biết bao nhiêu cây luôn này. Đó, 1, 2, 3, 4, 5,
6, cây nhãn này cực kỳ đẹp, to đẹp, lá rụt rịt. 7, 8, 9, 9 cây. Nó chưa đẻ ra hết đâu các bác nhé, chưa đẻ ra hết từ gốc cây đâu. Đó, đây này em bán cũng giá 300k này, cây hoàng nhãn này. Mấy cây này toàn lá rụt rịt luôn. Đây này cây rụt rịt nhá, hình số 9. Và hình số 10. Hình số 10 em có cây nhãn to. Một cây này, 2, 3, 3 cặp rưỡi lá. Cây thứ hai này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cặp lá này. Đó, và cây thứ ba là 2 cặp lá. Đó, đây này em bán giá là 250k. 250k, hình số 10. Và hình 11. Hình 11 các bác nha. Hình 11 này. Hình 11 em bán giá 200k. 1 này, 2 này. Khúc này là một khúc 2 cây, cực kỳ đẹp luôn. 3 này, đó, cái trâu lá mít cực kỳ đẹp luôn này. Đây, bên này em bán giá là 200k. Đây là hình số 11. Và tiếp tục là hình 12. Hình 12 em có cây trâu lá mít đồng xu các bác nhé. Em có cây trâu lá mít đồng xu này. Cây này là do ảnh hưởng về đốt rừng thôi. Hôm bữa em mới mua là nó bị cháy rừng, là ảnh hưởng một mấy lá bên này, lá cực kỳ tròn và đẹp luôn nguyên bản nhá. Nhưng mà giờ em tưới nước mấy ngày này nó mới hồi lại một ít này. Về các bác tưới lên thì cây nó sẽ hồi lại rất là nhanh chóng nhá. Và cây nhãn lá mít em tặng cho các bác này. Đơn này cho mít đồng xu em bán 350k. Đây là hình 12 nha. Cái hình 13. Hình 13 cây trâu này, 1 này, 2 này, 3 này và 4. 4 cây trâu lá mít cực kỳ đẹp. Đây này bán giá là 200k hình 13 nhá. Hình 13 này. Hình 14. Hình 14 này. Cây to này. Đó. Đây này. Một cây trâu này, lá mít rất là đẹp luôn này. Cây thứ hai, cây nhãn lá mít cực kỳ đẹp luôn. Nhân bản nhá. Và cây thứ ba, cây trâu lá mít cây to luôn. Đây này bán giá 250k các bác nhá. 250k này. Đây. Đây là hình số 14. Và hình 15. Hình 15 em có hai cây, em có một cây trâu này. Cây trâu này nó chưa nở hoa các bác nhé. Nó chưa nở hoa này. Cây to luôn á. Cây này là hai cặp lá. Cây lá gốc ở dưới em không tính, em chỉ tính cây lá trên thôi. Đây, có hai nụ này. Đây, nụ này về cho các bác chơi này. Đó, cây này là không kịp chơi Tết này. Nên về các bác chơi cây chơi hoa nhé. Chơi hoa cuối Tết. Đây, đây này cây to nguyên bản này. Hai cặp lá này. Đây này bán giá là 500k. Đây là hình 15 nha. Đây cây to luôn. Đây lá bên này. Còn lá bên này là tầm 70-80 gì đó, gần 80 gì đó nhá. Lá bên này, còn lá bên này các bác nhá. Chiều dài này. Cây to này, bản lá cũng to này. Đây là hình 15, 500k nhá, cây to nha các bác nhá. Đó, hai ngọn hoa. Hình 16. Hình 16 này. Hình 16 em có cây hoàng nhãn lá mít cực kỳ đẹp luôn này. Đây, cây này lá mít rụt luôn nha. Rụt nó hết nhiều, rất là nhiều cặp lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cặp lá, cây lá mít rụt rịt này. Hoàng nhãn này. Đó. Đây là hình đây, cây thứ hai này. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cặp lá. Đó, 5 cặp lá. 2 cây lá rụt rịt hoàng nhãn. Đó, đơn này em bán giá là 500k, hình 16 nhé. Cây to, lá rụt. Tiếp tục là hình 17. Hình 17 là cây lá mít hoàng nhãn to này, 1 này, 2 này, 2 cây nó đồng đều nhau nha các bác nhé. 2 này, thêm một cây lá mít rất là đẹp này. 3 này, cây to luôn. Cây này là 1, 2, 3, 4, 4 cặp lá này. Đây, cây này là cây cuối cùng này. To luôn nhé. 2 cây to với lại 2 cây vừa này. Đây này em bán giá là 300k nha các bác ơi. 300k, cây rất là đẹp, đơn đẹp luôn nha. Đây là hình 17. Tiếp tục là hình 18. Đây hình 18 nha các bác ơi. Hình 18 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này và 5, 5 cây. Cây thứ 5 là có khúc 2 cây. Đây này bán giá 200k nha. Đây là hình 18 nhé.
thìn 19 này. Thìn 19 cho trâu cực kỳ đẹp luôn này. Đây cái ngầu hoa của nó đây các bác nhé. Hồng hoa của nó này, cái hoa của nó này. Đó, hoa của nó có 5 cánh. Nó gần trắng luôn. Có một bông này nó tím tím này. Cứ một bông là nó chấm ít tím này thôi. Đây, gần 5 cánh trắng luôn này. Đó, thế này em chả biết có gọi là 5 cánh trắng không. Tại vì cứ một bông là bông nó có chấm thôi. Còn lại thì toàn trắng hết nhá. Còn lại là trắng hết này. Đó, trắng hết này. Đây, cứ bông là nó chấm, chấm 2 tím. Tổng tất cả là 6 cánh. Nhưng mà một cánh lưỡi của nó thì lại là tím rồi. Đây, lưỡi của nó đây. Đó, tím lá kẻ luôn đó. Rất là đẹp luôn. Đó, cái này em bán giá 700 này. Đây, có cây báo hỷ bên cạnh này nhá. Đó, hoa rất là đẹp luôn. Đây là hình cuối cùng nha. Còn bác nào mà chốt đơn thì các bác cứ gọi điện về theo số của em các bác nha. Xin chào tất cả các bác, chúc các bác buổi tối vui vẻ nhá. Nếu mà bác nào mà chốt đơn thì mốt em mới gửi hàng cho các bác nha. Mai thì em gom đơn. Mai em cũng tiếp tục bán hàng. Bán xong là mốt em gửi cho các bác một thẻ luôn. Em chào tất cả các bác ạ.